Trời ơi. Wow, bữa nay đẹp gái gì vậy? Hả? Hả? Bữa nay đẹp gái gì vậy? Trang điểm nữa. Trang điểm sơn môi nữa kìa. Trời ơi, trang điểm cái mặt trắng bóc vậy. Bây giờ là em kêu bằng chị hay là kêu bằng cô? Em chị. Kêu bằng chị ha. À tại em cũng lớn rồi đúng không? Dạ, đúng. Sơn Sơn Ngọc thì kêu bằng cô hả? Không, em kêu bằng chị. Kêu bằng chị luôn, kêu bằng cô là buồn. À, kêu bằng cô buồn. À phải bắt buộc phải kêu bằng chị ha. Cô buồn lắm. Cô buồn lắm à. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lúc mới. bao nhiêu nói nghe không rõ. Hay năm mươi mấy tuổi. À, đúng rồi. Thích mặc đồ con gái thôi hả? Hả, là thích là một là đi cùng một đi cùng gái là có đu cùng tay đâu. Gì ơi, ôi trời ơi. Chị ơi, hôm nay đẹp gái vậy? Con gái. Có người yêu chưa? Con có người yêu đâu. Sao? Con sao được cô có người yêu? Sao phải đi con kiếm? Có vợ đâu, con biết là con có chồng đâu, con phải con được. Không. Em con nói con à. Có người đâu. À. Ừ. Không, chị mình đẹp gái như vậy á, mình xuống dưới làng mình kiếm người yêu. Còn là thôi cô con. Con có là con người yêu đâu. Mình phải đi tìm mới có. Con có phải đè, cô có một người đè, cô có con người yêu. À, tức là không có ai yêu mình ha? À, có yêu mình á. À. Ừ. Là cô yêu mình là cô có hai người đâu. Cô có hai người là cô yêu ai đâu. À. Ừ. À, sống ở đây một mình như vậy thôi. Hả? Ừ, sao một mình đè, một mình cô đè thuy thuy cũng được đâu. À. Cái căn nhà này trong nhà có đèn đúng không? À, cô trong nhà là cô có đèn đâu? Không có đèn đâu. Cô có đèn. Ban đêm tối thui rồi. À, cô đi con túi là đi cô nhà rồi cô em á, con em cô làm đâu cô có nghề đâu. Cô cháu làm ở đây nó. Ờ đúng rồi. Rồi ở vậy là ban đêm có sợ không? Hả? Ban đêm có sợ không? Con có sợ đâu. Lỡ ma đầu đen nó vô thì sao? Không phải. Ma đầu đen á, nó vô nhà mình sao? Hả? Lỡ ma mà đầu đen đen nó vô nhà sao, sợ không? Đông đen hả? Không có. Không có hả? Ừ. Nếu mà có nó vô mình chụp đầu nó luôn đúng không? Ừ. Là cô trước đầu là cô có biết luôn đâu, cô không phải biết đâu. Không nghe đâu, không biết nó. Ăn cơm ăn nước chưa? Hả? Ăn cơm chưa? Cơm rồi. Ăn cơm rồi. Cơm. Trưa nay ăn cơm với cái gì? À, trưa nước cơm là... nước cùng là nước cùi á, nước cùi là xong là cùm xuống rồi cơm đâu ăn cơm gì đâu cơm mà cơm là nó cơm cá khô. Ừ. Rồi ăn với cái gì nữa? Cá là cá mì tôm á. Cá khô mì tôm. Ừ. là mấy cái đó là bữa sinh nhật cho hả? Ừ, đi là sinh nhật cho á. Là đi ở ngày ú là ngày ý là này xuống á là ngô ở nhà nước á, nhà nước có cho đâu, cô có chợ thì thiêng á, cô có chân cô chẳng cua á. Sao chưa nắng mà tha kem cho nó đẹp hay sao vậy? Hả? Chưa nắng. Trong tiếng là đẹp là nửa tháng. Là buổi tối sao chị không xuống dưới làng mình kiếm người yêu? Hả? Tối á mình xuống dưới làng mình kiếm người yêu. Con có ngất con hay người đâu, còn có người yêu á. Cô có hai người đã có người yêu. À, mấy bữa giờ trời nó cũng lạnh đúng không? Trời lạnh lắm đúng không? Mình kiếm người yêu về mình ngủ chung cho nó ấm. Cô có yêu chung đây cũng có hai người đã không có của nó có ấm đâu. Nhà đây là làm lâu chưa? Nhà đây làm lâu chưa? Ở đây hả? À, lâu rồi. Lâu rồi. Ừ. Bao nhiêu năm rồi? 5 năm. 5 năm. Ừ. Có thể mở cửa cho em xem nhà mình được không chị? Nếu bất cứ nữa. Đi tướng đẹp dữ vậy trời. Ừ. Sao đánh cái mặt không còn ngồi sau không đánh trời. Mặc cái quần ngắn nữa chứ.
Sao không mặc quần dài cho nó ấm mà mình lại mặc quần ngắn? Đâu chưa nay ăn cái gì con đâu? Con có là nó là con có người yêu đó, con người có bè nữa. Bữa nay quay. Con có bông luôn. À, ai tặng vậy? Có bông ai tặng vậy? Trời, con mặt trắng quá. Đâu chưa nay ăn cái gì đâu cho em xem được không? Ăn. Hả? Ăn hả? Ăn rồi nè, ăn là cà rơ nè. À, ăn rồi vậy hả? Đây là ăn cà khô đó. Ăn cà khô nấu với mì tôm. Nấu ăn là ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Này ăn này xong khổ lắm. Khổ lắm ha. Ừ. Con cố cũng có ăn xương đầu mà em nó. Ồ gọn gàng sạch sẽ ghê ta. Rồi ban đêm ngủ có bỏ mùng không? Hả? Ban đêm ngủ có bỏ mùng không? Bỏ mùng xuống không? Con có ba mùng đâu. Mũi cắn thì sao? Con có cắn rồi, con có ba mùng rồi. Ba rốn lại đi cổ cắn. À, cổ lại nó khỏi cắn ha. Ừ. Ok, cái kem gì mà em nhìn? Anh như là cái gì? Không, tha kem nhiều quá, nó trắng quá. Thôi mình ra ngoài đi, mình nói chuyện nha chị nha. Trời ơi, nhìn tướng chị đi đẹp quá. Vậy mà không có người yêu ta lạ kỳ ta. Con có người yêu đâu, con có đẹp đâu. Đẹp quá trời. Con có đẹp đâu, em để con gái đâu. Con có đẹp đâu. Con trẻ nó. Trái. Trái ơi, hôm nay em dẫn trai lên. Dạ. Hôm nay em dẫn trai lên. Dạ. Chịu không? Chị. Trái ơi, kìa, trai ngồi kia. Biết rồi. Trai đang ngồi kia. Chị thấy rồi. Chị để ý nãy giờ rồi. Ừ, biết rồi. Chịu không? Đi ra ra làm quen thử, ra làm quen. Nhưng thử. Nhưng mà không biết người ta có chịu mình hay không đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em còn nghe chị có một cái tài năng. Hả? Em nghe người ta nói chị có một cái tài năng là chị nhảy rất là đẹp đúng không? Dạ. Ừ. Đẹp rồi. Nếu mà mở nhạc lên mình nhảy tới bến luôn á. Ừ, tới bến luôn. nhìn chị rất là vui vẻ luôn. Tuy rằng cuộc sống em là ấy. Em nói nè rật lai á, con có đẹp đâu cơ rật lai á. Không, con có nè em nói nè con đẹp con có chè là em nói là có chè đâu con có rật lai đó rật lai á rật lai không nhưng mà người rất lai cũng có người rất là đẹp. Ờ con có rất đai rất lai là con có đẹp đâu. Cô cứ đẹp hương á, cô rất là rất lai ấy nó. Em là cô bằng chị đâu ấy, em lấy chị em đi. Em nói đi kim đi cuộc khác đâu em nó. Đi cô cùng vợ đây con có chọn đâu. Để cô cuộc đơn á, cuộc đơn luôn á. Cô có cuộc đơn giận hù đâu, giận hù luôn á. Cô có cuộc đơn, cô có cuộc vợ đâu. Ờ. Mình biết hát không? Hả? Chị biết hát không? Biết hát hả? À biết hát không? Biết rồi. Biết hát hay không? Hát hay không? Con cố hay đâu. Hát thử nghe bài. Đâu. Hát một bài của người đồng bào mình đi, nghe thử hay không? Chị. Ê kìa cái chị ơi. Chị ơi. Ờ? Hát ái hả? Chị tin ái hả? Ờ chị hát em nghe thử bài được không? Cái ca thử cái gì? Lung tung quá. Hát tiếng của mình đó, nghe thử bài hay không? Thì em nghe em nghe xung quanh người ta nói chị hát rất là hay luôn. Con có rật lại con có chè đâu nha. Con có rật lại nó con có em nó em con có vừa em con lấy con có chọn đời em cô thích cô đồng ơn á. Hồi nãy thì em nghe cháu của chị nói là chị hát rất là hay. Chị hát tặng tụi em một bài đi. Hay sự cả tụi con qua lại đi chứ. Cười quá rồi tôi. Thấy không cả nhà, thì cả nhà thấy chị sống ở trong đây có một mình thôi thì cuộc sống của chị rất là khó khăn ở trong rừng nhưng mà chị vẫn rất là vui tươi vui vẻ và lạc quan nha cả nhà nha. Ngày ấy bà đó em chị cho em hỏi cái này chị đừng có buồn nha. Hả? Em hỏi cái này chị đừng có buồn nha. Có cốt buồn đâu chị. Như vậy rồi á chị đi xuống làng người ta có chọc ghẹo mình không? Anh này ha, không hiểu anh ấy này cả hả mấy ông em ơi có phiên dịch giùm anh được không? Anh hỏi cái này em phiên dịch lại giùm anh nha. À chị. Hả? Chị em hỏi nè. Chị bị cái giới tính thứ ba nè. Thứ ba rồi chị đi xuống dưới làng á. Đi xuống rồi dưới làng. Người ta có chọc ghẹo mình không?
Hay là cái nào sửa có cái bị nhờ có ra mà lua chít bấm lua cái chị. Và lua ở con có nghe. Không có cái đấy. Không có. Không ai chọc ghẹo mà. Con có ai chọc đâu. Ừ. Con có chọc ai chọc đâu. Mình tự mình đánh phấn luôn á chị ấy. Hả? Mình tự mình đánh phấn luôn hả? Đừng phấn, đừng kem á. Có gương không? Có gương để mình soi mình đánh không? Hả? Có cái kính để mình soi mình đánh không? Con có. Không có gương soi hả? Con có soi. Bữa nào có cái gương lên tặng cho chị một cái. À, đấy cảm ơn á. À, đi mượn đề chỗ tiền á, là đi làm đòn đi cầm hướng để liệp hơn á. Liệp hơn á, à, đi bây giờ cô có phần là cô có tiền đâu, khổ lắm. Cô có tiền đâu mà, cô có tiền đâu, cô đã có đánh phấn á. Đánh phấn là cô có tiền. À, đánh phấn là không có tiền. À, cô có đánh phấn là cô có ai tiền. Ai cho mình tiền mua phấn? Hả? Ai cho mình tiền mua phấn? Mà cho tiền hả? Ai cho mình tiền mua phấn? Lấy tiền đi chỗ chủ quán á. Mà ai cho tiền? Ai cho tiền mình mua? Hả? Ai cho mình tiền mình mua? Đi cho tiền hả? Đi làm đồng. Đi làm đồng là? Đi làm đồng là cho tiền đi đi hái cà phê á. Đi hái cà phê xong, hái cà phê xong để dèm đi phần đi làm kem á. Tức là đi Lâm Đồng hái cà phê về có tiền rồi đi nước kem nước kem ăn á đi một son á mua son sơn môi nữa đẹp như vậy ta không có đẹp đâu rạc lại á có đẹp đâu không có rạc lại không có chê em nói chị nè mình đừng có nghĩ mình là người đồng bào rắc lây mình không có đẹp đẹp em nói đẹp em nói thiệt ra chị mà như giả sử như chị mà ở dưới phố đi có tiền cơ chị mua quần áo chị mặc rất là đẹp luôn là như nước á như nước là cô có đi gạo cô gà cô thay đâu là như nước á nước đi như nước cô bác chủ AD đi cô nước được ăn miết luôn á ăn miết đi cái nhà phong á ha nhà phong á chị phong là ăn mấy ngày rồi á hay mấy bao gạo á lên mấy bao gạo là hết gạo xong là lấy lại múa lại để tiếp cô có tiền đâu khổ lắm thôi có làm rẫy không hả chị có làm rẫy không làm rồi hả chị làm rẫy có làm rẫy nhẹ thôi làm nhẹ thôi làm rẫy là lấy bắp lai á chị ái trồng bắp lai hả trồng ái là cô có bắp lai á cô có hai người hả có trồng đậu không con có trồng đâu à trồng bắp lai cô có trồng hả trồng bắp lai cô có một bắp đá nếu mà chị á mà người giới tính thứ ba mà ở dưới người Kinh á ở dưới phố đi nếu có tiền chị làm có tiền chị sắm sửa chị đẹp lắm á không phải xấu đâu do với lại chị ở trên này chị không biết cách trang điểm nữa chứ cái khuôn mặt chị đẹp mũi cao mà thấy không mũi đẹp quá trời mũi chọc dừa luôn á như chị ái mới nhuộm tóc đúng không cởi tóc cởi nón em coi thử tóc đẹp không nè con có tóc đó đấy tóc đỏ mà con có nhuộm tóc không nhôm vàng á chị cái đó màu đó đâu phải là màu vàng màu rau bắp mờ rau bắp hả yeah. Mấy là cô có chiên đâu cô có chiên đâu là tùy tớt nữa cô có chiên khổ lắm thôi cởi nón luôn đi cho đẹp cởi nón cho mát cho đẹp tóc có uống không tóc có uống không hả dạ không ý là bà của em nói là không có tiền để dụi tóc rồi cô có chiên đâu cô tùy tớt thích đi dụi tóc đúng không ừ. Trời ơi, mặc áo hở bụng nè. Hở đúng rồi. Quần thì quần đùi nè. Không có dép mới hả? À? Dép là... Dép cho. Mỗi lần đi ăn đám cưới là mặc đầm hay là mặc quái? Mặc quái. Mặc quái luôn, có không? Quái là không có, dép là không có làm cưới đâu. Dép là làm quái. Có dép đi ăn đám cưới đồ không? Có không? Có. Không có hả? Có. Mỗi lần đi ăn đám cưới dép đâu mà mang. Không có làm cưới thì không có dép đâu. Dép là mưa chịu quán á. Mưa lâu chưa? Lâu rồi. Là dép là đi chịu quán á. Chịu quán là cơ đi làm tiền á.
làm tiếng sơn là làm tiếng đi ơi chủ quán. Chủ quán là đi ơi cà phê là để cho mua dép. Dép cô cút chiên đâu, cô cút chiên đâu là mà đi ai mà cô biết ai mà cho. Cô cút cho đâu. Vậy là chị ái có quấy trong nhà hả? Ừ. Đi chặt chuối á. Đi chặt chuối là mùa dép đi ở chủ quán á. Rồi đi là lên núi, lên núi là xa lắm. Cưới là chị ái mặc váy. Mặc váy. Mà váy chị ái màu gì? Hả? Váy chị ái màu gì? Màu đen. Màu đen hả? Ừ. Sao mình không mua màu đỏ với màu còn xanh? Còn có màu đỏ, chưa còn màu xanh, còn có màu đỏ. Ừ vậy thôi, tự nhiên mua màu đen. Rồi còn không cái váy đó còn không? Còn có còn đâu. Hư rồi hả? Hư rồi. Rồi không có tiền mua rồi, lại. Có tiền làm mua lại. Nãy giờ á, tụi em muốn nghe giọng hát của chị ái mà chị ái không hát cho tụi em nghe. Ừ. Ai cả, không có cái cả sao lại cứ nghe em nói chị ái hát hay lắm. Nghe nào cũng hát mà. Đó, nghe nào cũng hát. Hát đi, hát bằng tiếng của mình á, nghe nó đã không? Có cần em nè. Trời ơi, bắt đầu có cả là có cho cá mi. Trời ơi. Hả? Hả? Ờ, mày lo tư vụ. Trời. Trời ơi. Có cần em nhập bát nhịp cho mình không? Bát nhịp mà hát à? Hát bài chị ấy. Hát một bài. Tâm rất lai. Hát tiếng của mình đó. 1 2 3. 1 2 3. Go. Vô. À dư cả này tôi có cái ơn. Đang đợi anh tính. Đang tìm tính lại. Hát bài gì? Hát bài gì hay vậy? Cái ca này có ngày nào cũng hát hết mà. Bài gì? Mà con cũng không biết là đề bài gì nữa mà cứ việc hát ngày nào cũng hát. Hát thử đi chị ái, nghe gọi hay lắm, nghe bé nó hát hay lắm. Biết đâu mình làm ca sĩ sao? Biết đâu á, hôm nay tụi em đăng lên cái là hai hát luôn. Là hai hát cờ lung tung quá. À cười á, bài nào cũng được hát đại luôn. Rồi, vuốt tóc còn lại chỉnh châu nè. Rồi, 1 2 rồi. 3. Lấm. Vô. Ca chúng ta có ca nhé. Ô nhập ca rồi nhập. Mỗi lần hát mà chuẩn bị lâu okay, quá. Ok, chúng ta có ca nhỉ, có hiểu. Hát kiểu này là chắc hả? Hát đi chạy. Đứng đây hát nè. Đó. Hát trước nhà mình luôn cho nó đẹp luôn. Cây nhà lá vườn. Do quá. Anh chưa thật chạy. Đúng rồi, cắt nón đi. Cắt nón đi, rồi. Rồi, hát. Vừa hát vừa múa luôn nha. Vừa hát vừa múa luôn. Lạnh à? Ông trường ca, ông trường. Vừa hát vừa múa luôn đi chạy. Gió quá, từ từ, gió quá. Suy nghĩ bài gì hay á. Để suy nghĩ. Đi, để cơ ca nhé. Tên này nhớ. Vô. Ca đại nhá. Rồi, ca đại. Tên rất là nhá. Ừ, ok. Đi đến rừng ê tương bè nàng tiêu em ta lơ mấy khi thì có điên bê đi cường ê tương bê bê cơ tin tương tương một hai tí tin bực ê con ê ta lơ điên bê ta lơ đi tuần bài bị tin tiêu mình yêu mình ta lơ mãi thứ tin baby cả đến tường ỉa tướng bê như quê tên bài tên tiêu em ta lơ mình ăn bị ta lơ mấy cái tên bị đi em đi quê em ta lơ bị như quê tên đi
In ta lơ tên bê bê cơ tên bị tên chiều tên bê nâng tiêu in ta lơ mấy cái đi 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 đường tên bê như quên tang 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 ta lư trên cùng bảy cơn hay giờ bè đi ê ôi cho tao có tay hay quá cho tao có tay tiêu giờ anh tí thương tí thương giờ anh tí giờ anh tí thương tí thương yêu cô xa yêu yêu mẹ chịu nuôi và anh đang đi trai cô mùi trời điện đang đưa xa tôi có một lời yêu nhưng giận thì giận à tí thương tí thương giận thì giận tí thương tí thương yêu cô xa yêu anh đang chịu nổi an chiến xa cùng ba lùi nhùi buồn đặng tôi yêu cô ta tuổi lại chờ người nhớ bắt cô đi năm xưa lại đẹp xuôi trái xe cụ mẹ và anh đang tu tay đi cũng cả tuổi lại chờ ngừng nhớ bác cụ yêu đi đứa mang cụ và anh đặt xuôi trả lời đủ mẹ đã anh đặt tu tay thì lối cửa đào mình nhớ bác cụ yêu đã tới năm xưa đại đặc suối trái cha lù cà đại điệp tu tây ta tuổi lệ chứ người chạy nhé hay quá hay quá cho thầy phát tay ơi khán giả cho thầy phát tay nè hay quá biết rằng ở trên đây không có bông hoa để tặng cho chị Ái không biết còn bài nào nữa không chị Ái còn bài nào nữa không biết rồi à biết rồi trực tiếp đang suy nghĩ. Trái ơi, vô mát nè, vô mát cái trái ơi. Vô mát đứng hát nè. Ai, đó, rồi, chứ đứng mình nắng hát cũng đủ rồi. Nó trôi hết kem đi. Diễn tóc rồi nha. Bây giờ gà rừng cũng không biết làm gì, chỉ có tặng một bông hoa nhưng mà đang cầm máy quay là nhờ em này tặng giùm nha. Rồi tặng đi, ở trong cái bó ho nó có một cái tờ tiền nữa cả nhà. Dạ xong cái muộn. Ơi, đẹp quá, hát hay quá chị ơi. Yeah. Hay quá, tối nay chị nổi tiếng luôn. Mình còn bài nào chữ tình đồ hay không? Nhạc chữ tình đồ hay không? À, nhất tình là hai. Biết không? Ừ, biết. Có hả? Ừ. Bài gì bé nó tên gì ta? Nhạc. Nhạc ơi, em còn biết ông bà hát bài gì nữa không? Bài gì hay không? Không có bài gì nữa đâu hả? Bài gì bè tầm một thật ạ. Bài gì? Bài gì bè quả tả. Bài gì cái cải cho mọi người. Mà vừa hát mà vừa nhảy hay với mọi người. Tôi xin cái IP chưa? Theo điệu rồi nha. Lên giọng xuống giọng rồi. Thấy thương lắm cả nhà. Ở trong đây nhưng mà rất là vui vẻ luôn. Cuộc sống thì nó rất là thiếu thốn. Mới nãy chị ấy nói là chị ấy ước là được đi dụi tóc hả anh? Đi dụi tóc. Đi dụi tóc cho thẳng. À chị ấy ơi. Chị ái là muốn duỗi cái tóc mình cho nó đẹp đúng không? Đẹp. Duỗi cho nó thẳng lại đúng không? Cô thắng là cô có chen. Cô có chen là cô tùy đẹp. Lại hết tiền rồi. Đi hái cà phê lại múc lấy gạo. Thích mua dép mới không? Không có dép mới đâu. Thích không? Cô thích. Thích không? Thích rồi. Thích mua dép guốc hay là sao? Guốc. Mua guốc hả? Mua guốc là nhảy ra đẹp hả? Guốc là nhảy đẹp. Để bữa sau đó em coi có cái guốc, đôi guốc là cho tặng cho chị nha. Dạ. Rồi chị nhảy cho em xem cái đẹp có nào. Dạ. thì thôi. Hello, cô xin đến cô cắt được. Cắt được phố em đối ruộng. Dạ. Không, đó là chị ấy ơi, chị ấy đã mang guốc bao giờ chưa? Hả? Chị ấy đã mang guốc bao giờ chưa? Có.
không có để không mang. Có để mang hả? À. Lỡ đó vài bữa nữa em mua em tặng rồi sao mình cô mang có được? Là cô măng quốc đâu, cô có đi chiên không, cô nếu, có chiên đâu là cô măng quốc. Nếu như nha, hả? Nếu như tụi em tặng cho chị một đôi quốc chị mang được không? Biết rồi, mang hả? Đi không quen té hả? Hả, biết rồi, mang được luôn. Mang được luôn, mất được luôn. Ồ, hay ok ta. Mà thích đầm không? Hả, thích áo đầm không? Ác đầm hả? Biết rồi. Thích không? Thích. Thích luôn. Bữa nào mình tiễn cái áo đầm nó đẹp đẹp để tặng cho chị ha. Thôi thì đừng bắt chị hát nữa, mệt rồi. Hát nãy giờ mệt, nhảy quá mệt rồi. Cái này là chị ái tự nguyện, chị ái tặng cho khán giả mà. Nhưng mà cái này... Hay cũng... ấy gì cả, cái này cái em nhé. Chị ái ơi. Nữa hả? Nữa. À nữa, muốn nữa. Ti hờ, cà sẽ sát tiệm trà. Muốn nữa. Vô. 1, 2, 3. Vô. Cà cà đại nhé. Lắm. Yêu văn nghệ quá. Nhập bắt đá cao ạ, nhập. Có khi nào chị ái. Tớ gà đần rơi nhá, cô biết nghe. Cô rất lai nha. Vô chơi luôn. Tớ gà đần rơi cho ba lơi rung ràng, cô điện chờ tay. Đi xuân xuân đần tin cho ba lơi cũng diễn dụng dàng. Ôi gắng nước còn để cuối ta, mây liền tiếng xe đi cùng một mây. Ở lì là lì là tiền hạc biển hạc chung mi say. Lùng lằn xanh xanh là ông nước đi em, lùng lằn xanh xanh là đi con mi bay. Chín cổ tình tế đền bày ca đến cùng một ân. Quỳnh nghiêng bạc ơi. Lì là lì là tình hàng biển hạc chung mi rừng. Chú tàng tan tan là ông nước đi em, nàng tàng tan là đi con má quay. Nhìn cô đến nơi cô đến đàn đến tan bơi con em. Quê hương bạc ơi. Ở lì là tiền hàng biển đường chung mi say. Tiền đang tiếng là ô nước đi em, đi lần san san là đi con mi bay. Chuyện có đi nơi thì tiền đời sang đôi mô cùng em. Cùng hiếng bạc ơi. La li la li la 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 la. À li la li la chín hàng biển đường chung mi say. Lần đến tên là mô nước đi em, đi lần san san đã bị con cô em. Chín cô đến nơi trên đền đàn tiếc đơn cô cùng em. Cung hiến bạc ơi. La li la li la 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 la. La li la li la chín được biển đường chung mi say. Bị nàng tang tang để bị đứt cu e, bị nàng tang anh để bị con cố in. Trên cỏ đến nơi a à đi cùng bắc đây cô cùng em. Hiên bước anh hi hi. Rồi xong rồi. Ôi, hay quá. Hay quá. Cứ có hai đa rật lại nữa. Khi nào nó hết. Không biết là khán giả mình cho chàng pháo tay ca sĩ gì? Ái, chị trái ơi, hả? Chị họ gì? Hả? Chị họ gì? À, khán giả cho ca sĩ Chamalet. Kiều Ái. Kiều Ái. Giờ lấy nghệ danh ca sĩ Kiều Ái. Chắc chỉ là Kiều Ái. Ca sĩ Kiều Ái. Cô có rất like, cô đẹp đâu. Rất like, cô có đẹp đâu. Cô có đẹp là cô có chê. Cô đẹp là cô có chê. Thì nếu với quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn xem nếu mà chị Ái hát hay. Cô cho gà rừng với em Sơn Ngọc xin một like, xin một đăng ký kênh nha. Với lại có ai muốn tặng bông tặng hoa gì đó cứ gửi cho gà rừng thì gà rừng đem lên tặng cho chị Ái nha cả nhà. Rồi nếu mà hay thì cả nhà cho cái chàng pháo tay lên nha cả nhà nha. Rồi bây giờ là vô vấn đề chính của ngày hôm nay. Hồi nãy giờ tụi em cũng cảm ơn cái chương trình văn nghệ của chị Ái rất là nhiều. Rất nhiều. Rồi, hồi nãy cảm ơn á.
Mệt không chị Ái? Kiếm kiếm chỗ ngồi đi chị Ái, tới đây ngồi đi nói chuyện nha. Ồ bắt chị Ái đứng. Chị Ái có mệt không? Đang ngắm. Có mệt không chị Ái? Lắm. Cái ngắm tới lại, cái ngắm. Ngồi đây nói chuyện. Tại này phải đeo anh nữa. Nắng hả? Kiếm chỗ nào mắc mắt. Nắng quá. Chỗ nào á, chụp cục đá đi nó mắc. Ngắm tay đi nè, đạn nè. À đấy. Trời ơi. Có mệt không chị Ái? Mệt thì nói nha. Mệt không? Má. Mệt không? Mệt không? Mệt. Rồi à, hôm nay á là em được em Sơn Ngọc. Dạ. Đó, với lại em nó em cháu của chị đó em nhà đó là giới thiệu về cái hoàn cảnh của mình. Thì cuộc sống á, theo em được biết á, thì cuộc sống của chị rất là khó khăn luôn. Sống có một mình thôi. Rồi à, ban đêm á, thì đèn đuốc thì không có. Chị thích đèn năng lượng mặt trời không? Cô có năng lượng đâu. Thích không? Cô có thích đâu. Chưa. Biết rồi. Cô có một năng lượng đâu. Em lắp đèn cho chị nha. Cho có ánh sáng nha. Biết rồi. Tặng cho chị một cái đèn nha. Dạ thì hôm nay cô em lên đây. Cô có nạc lương đâu. Nạc lương cô có đèn, cô có lệ đèn đâu. Thì em cho, em cho. Em cho chị một cái đèn. Biết rồi. Nói đi. Nói anh sẽ cho chị một cái đèn. Chờ. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Vui ha. Vui tánh ở trên này thấy vậy mà vui vẻ ha. Chứ anh thấy nhiều người ta sống lủi thủi một mình ở trong rừng buồn lắm. Buồn lắm. Không à, những ngày như thế này có chị Ái tặng cho khán giả một buổi văn nghệ thấy cũng rất là ý nghĩa. Dạ. Chị Ái thấy hai đứa em lên chị Ái vui không? Vui hả? Vui. Là cô có là cô bé hát là cô có vui đâu. À, không có vui đâu hả? Dạ thì hôm nay á em lên đây em tới phiên dịch giùm đi, đứng ở đây phiên dịch giùm anh đi. Hôm nay em lên đây là em xem cái hoàn cảnh của mình rồi em coi em giúp được cái gì cho gia đình mình thì em giúp nha chị Ái nha. Biết rồi. Đó thì rất may là hôm nay em lên chị Ái tặng cho em mấy bài hát văn nghệ rất là hay. Con có rất là like, con có hài đâu, rất là like á. Khiêm tốn quá chị, đang khiêm tốn rồi. Dạ thì em lên đây thì em cũng được biết về cái hoàn cảnh của mình như vậy rồi á. Thì em có một chút đỉnh, em muốn gửi tặng cho chị, giúp đỡ cho chị mua gạo, mua đồ ăn nha. Nha chị nha. Biết rồi. Dạ. Như chị đi đi hát lô tô được không nhỉ? Thường đi mà, có lúc đi mà. Ồ vậy hả? Có lúc đi hát lô tô luôn hả? Đi kiểu mấy người trên lô tô. Em nhập em cho đây em ngồi với ngồi vô đây với đi. Chị Ái luôn đi. Phiên dịch giùm anh đi. Là lâu lâu mình cũng đi hát lô tô hả chị Ái? Đi hát lô tô. Hát lô tô rồi có tiền không? Có hát lô tô là có tiền. Có được nhiều tiền không? Nhiều tiền. Nhiều tiền lắm hả? Không có đâu. Không có. Không có nhiều tiền hả? Không có. Nhập. Kiểu mà đi hát cho vui thôi. Đi hát cùng bạn người ta cho vui thôi. Chứ không có tiền. Dạ, ông ấy bà quên đi chơi cùng không có tiền đi chơi nữa mà. Đi chơi với ai nhập? Ở đây em. Mình. Đi chơi mình thôi hả? Đi chơi riêng á. Còn có một mình đâu. Trời ơi, kem mua hiệu ở đâu mà sao mà đánh cái mặt gì mà trắng tư vậy? Con có mặt kem con này có... là kem của người ta cho bà quên hay gì? Kem người ta tặng đánh trên mặt luôn. Không biết là có ảnh hưởng đến da của mình không? Con có ăn da, có tiền đâu là cô có tiền đâu. Cô có tiền đâu mà. Không có tiền để mua kem mới, đánh kem của người ta tặng. Trời ơi, thấy thương quá nhà. Thì mong rằng ông bà anh chị mình theo dõi được video này của Sơn Ngọc và anh Gà Rừng. Có thể là tặng cho chị Ái vài bộ trang điểm nha. Ủa? Chị Ái thích đồ trang điểm hả? Đúng rồi, thích đồ trang điểm hả? Còn cái kem này là chị Ái mua lâu chưa? Dạ, không phải là mua kiểu người ta cho bà quên ấy. À, tức là người ta cho, rồi mình rồi chị Ái xài. Lâu chưa? Lâu rồi.
Lâu rồi hả? Gần hết chưa? À, hết rồi. Còn có đằng phân á, là chỗ ái á, có đằng kem á, đằng kem là rất đẹp. À, là coi là rất lai lạc sơn á. Hả? Cô tùy tóc, cô đẹp đầu, là cô chiên á, là đi hái cà phê non xuống, là hái cà phê, cô dê rồi, cô chiên đầu, là tùy tóc, cô chiên khổ lắm, cô hay nghe, cô một mình đâu. Chị ai có biết hát lô tô không? Hả? Chị ai biết hát lô tô không? Lô tô hả? Biết hát không? Không. Không hả? Còn không hát lô tô đâu. Lô tô là cái cả cái trong một có cái đợt thao ở cái đợt biết đó hả? Biết hát nhưng mà không biết rao số đúng không? Là biết số là rút số. Biết số thì rao số. Biết rồi. Dạ thì chị ái ơi, hôm nay em lên đây á là em thăm hoàn cảnh gia đình của mình. Rồi em có một chút đỉnh em muốn gửi tặng cho chị nha. Thì em xin phép gửi cho chị một tay là em gửi cho chị 1 triệu. Biết tiền không? Biết tiền không? Biết tiền. Tờ đây bao nhiêu? Tờ này bao nhiêu một tờ? Đây là cái đợt tên cha nị gì nị hát tụ đề nhỉ? Cái đợt thôi gì nữa? Thợ. Hát đấy. Ý là ông của em, bà của em nói là không biết tiền. Không biết tiền rồi sử dụng sao? Kiểu mà nếu mà có tiền đi làm công mướn gì cần đưa cho mẹ của em. Tức là phải qua mẹ của em. Dạ, mua gạo, mua gì hoặc là mua cái công vật gì, mua hoặc cái gì cũng là đưa cho mẹ em để mua dùng. Còn nếu mà đưa cho bà của em ông ấy đó, thì không biết mua tiền, không biết xài tiền, đưa hết cho người chỗ quán luôn. Trời ơi, vậy á hả em? Lúc đó mang 1 triệu mà đưa hết cho người ta luôn rồi. Là không cho... không biết tiền hả? Không biết tiền là cho trợ ơn á. Ơn đi ở đây nè. Cho ái là có biết tiền. Đi làm đồng á cho hết có tiền để đi gửi hết, gửi. Đi hết rồi gửi. Tờ này là 1 tờ 50 ngàn. Biết rồi. Yeah. 5 tờ là 40 ngàn. Một tờ là 50 ngàn. 5 tờ. 5 tờ là 250. Biết rồi. Trong đây là 20 tờ là 1 triệu. 50 là 20 triệu. Đợt đấy nữa thợ. Trời ơi trời. Thì có gì á, chị ái không biết tiền. Em coi mỗi lần mà đi mua đồ mua gì đó thì nói chị ái đưa em đi mua giùm cho chị ái nha. Chứ đây mà không biết tiền xuống đường người ta hết luôn á. Tiền này á, em phiên dịch giùm nha. Tiền này á là rồi. Cho chị ái là để mua gạo mua đồ ăn. Biết lỡ rồi. Có đau bệnh á, mua thuốc uống. Nha. Là cô có là cô có là dinh mẹ là được bơ cơ là bơ bơ lê kia bơ. Xong rồi là đi là bơ cái mẹ nè bơ cái kể có là cái đã cái chị ở xong bơ cái bình hoàng sợ là cái bơ ra dù có. Đi là đi đây có. Rồi hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu rồi. Mua thuốc uống đau bệnh nha. Biết rồi. Thuốc là bên á, bên đi thuốc người ta, cô bê con thuốc được thích uống. Con là đuôi tóc á. Là bà của em nói là toàn là bệnh hoạn cái gì, toàn là đi trạm y tế không, không có tiền để mua thuốc. Đi trạm y tế không ha. Thương quá cả nhà. Thiệt. Đẹp gái quá trời. Thiệt đi dưới tóc là cũng không đi. Dũi tóc mắc lắm, dũi tóc mắc tiền lắm. Cười miếng nè. Cười miếng. Đâu, nãy giờ cái vấn đề chính là ra tán tỉnh anh Tính kia nè. Mà nãy giờ không thấy. Chị ấy, chịu anh kia không? Đâu rồi, mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi, ôi chó mất tiêu rồi. Anh Tính cháu nào mất tiêu rồi. Nhựa đôi ba lùa. chọc gái rồi cũng tội ha, sống nó một mình. Thì vấn đề như thế này á cũng hiếm khi mà mấy anh em mình đi trên núi gặp lắm. Hay tụi mẹ vui luôn. Mấy cái tình trạng như vậy là người ta xuống dưới phố hết rồi, người ta kiếm việc làm đúng không? Chứ không phải mà như chị ái mà sống trên này một mình lũi tuổi vậy đâu. Như chị ái như thế này thì đi xuống làng cũng đâu có ai thuê đâu. Có vô đoàn lô tô
xin đi làm trong đoàn á, người ta chỉ dẫn cho chị ấy. Không phải đi chơi chơi thôi chứ, đâu có tiền đâu. Không, vô nếu mà mình vô đoàn á thì mình sẽ học. Người ta sẽ chỉ dạy cho chị ấy học, học để đi làm cái đoàn lô tô. Chứ không có phải ai mà mới vô là biết đâu em à. Cái gì mình cũng phải phải học hết á. Một phần khó khăn nữa là chị ấy không có biết tiếng phổ thông em. Cho nên là khó khó giao tiếp với người ta. Người ta cũng không có mướn kiểu người không biết nói tiếng Kinh. Anh thấy chị ấy hát hay nè, nhảy đẹp nè. Nếu mà lên lô tô hát rất là đắt khách luôn. Đắt khách luôn á. Rồi thì chị ấy ơi, cái tiền này á, 1 triệu là của cô Kim Huê ở Las Vegas của Mỹ. Đó, là gửi tặng cho chị. Là đồ ra mừng Mỹ còn tặng được cây có. Là cây cảm ơn. Cảm ơn cô Kim Huê. Biết rồi. Cây đó theo nhủ, cây đó theo nhủ. Cảm ơn theo Huê. Đi đây hả? Biết rồi. Cảm ơn cô Thiên Huê. Kim. Kim Thiên. Cảm ơn là Tiêu Kim ấy, Kim Huê. Kim Huê. À. Thì à, cũng mong cả nhà thông cảm. Cả nhà thông cảm với lại chị ấy không có biết tiếng Kinh đó cả nhà. Mình nói không hiểu theo. Cả nhắc là em nói nè. Cả nhắc là nhắc rất lai là hay lắm. Cả nhắc á. Cả nhà rất lai hay. Cả nhắc là rất lai là hay lắm. Hay lắm. Là rất lai ấy, cô hay đâu. Còn bài nào nữa không? Còn bài nào nữa làm bài kết thúc đâu, cũng... Làm một bài kết thúc luôn. Thức luôn. Làm một bài, một bài cái làm. Cái cao. Ca một bài kết thúc chương trình. Cái đập cao biết Rồi, kết thúc chương trình luôn nha. Là đi đâu? Đi đâu cái đi đâu diễn văn nghệ đây? À đứng đó hả? Hay hay bài ca nè bạn. Bài cái ca mà. Rồi, kết thúc hát đúng rồi, đứng hát luôn, đứng đây hát luôn, kết thúc chương trình luôn. Hả? Nghe đi. Nhưng mà nãy tên ca sĩ của chị Ái là tên gì quên rồi. Kiều Ái. À Kiều Ái hả? À. Và sau đây là phần trình diễn bài kết thúc chương trình của ngày hôm nay của ca sĩ Kiều Ái. Hay bài. À, đến từ đâu? Dẫn thì đến từ cao độ của bài. Miền núi huyện Bắc Ái. Vô. Vô nè. Coi chừng là tờ tiền ở trên cái bông nó bay nha. Rồi, giận thì giận mà thương thì thương. Vô. Bác ai ơi, gương mới nên thương. Ai gần yên đi thương thương. Hát về bác ái của mình luôn đó. À đây có vợ anh ấy nè, có vợ anh ấy nè. Gió không hát được. Đứng chỗ này phức gió nè. Chỗ này phức gió nè. Rồi. Trời gió là hát không được nha, phải im gió mới hát được. Ai hay có mau vào cái vườn này lấy cái gì ai đi chơi cô người đi yêu tình in đi dần dần đêm lại đến điện đường em đi quê em san san cô cả ta nắng cùng bộ bài cùng cơ ta pi chân đàn đàn la 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 chân đi điện đường chú mê say tình đàn tương nơi là ô nước đi em từ tràng tăng xanh đây đi cô mơ quay nhìn cô đình lời trên đi đền tương ba đi cùng em cùng yên bạc ơi la 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 trên đưa đình đường chung mê say đình nước tiên xanh đây đi cùng mê em đi đền tan tan đây đi cô cùng em nhìn cô đêm nơi tin yên đình im đêm mù cùng em cùng yên bạc ơi la 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 la
hai đến bờ biển ăn chú mê say. Đi đến đến mức tung nước đi em, đi đàn tan tan để cô ma quay. Nhìn đi đến nơi em đi đến tức mơn đi cùng em, cùng y bạc anh. La 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 hi 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 hi. Rình tiên ơi là ủ nước đi em, lần tân tân đây đi cô má quay. Nhìn đi đến nơi anh đi đến đi tương mươi cùng em, cùng em bạc ai. Hay quá. Rồi chương trình cả nhà cả ngày hôm nay cũng kết thúc luôn nha cả nhà. Rồi Gà Rừng cũng xin cảm ơn cô. Tên ta ra răng tàng 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 tàng. Tên tàng ta ra răng tàng 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 tàng. Tên điện ta lơ. Tông bài tiền ta lơ. Chê chan tiền. À tên bài đồng tiêu yên ta lơ. Bài khi tiền bê tiền đi đi đường. Ê tiền bài đi quê. Tang in ta quê tên đi ta lơ. Chị chan tiêu ế tên bè đằng tiêu in ta lơ. Mãi khi tên kê tên bì bì cường ế tê bê dê quê. Tin ta đê đê tin tang tang tang. Tên tên mua cưng bê tì ế dê quê. In đê ta lơ. Cảm ơn. Hay quá, vỗ tay. Rồi thì chương trình cũng kết thúc rồi nha cả nhà. Và một lần nữa Gà Rừng cũng xin cảm ơn cô Kim Huê rất là nhiều. Cô chúc cô luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Rồi Gà Rừng xin tạm dừng video clip tại đây. Gà Rừng xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị đã theo dõi kênh và ủng hộ cho anh em Gà Rừng bấy lâu nay. Chúc quý ông bà, cô bác, anh chị luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Nếu quý ông bà, cô bác, anh chị có yêu mến Gà Rừng, yêu mến em Sơn Ngọc thì hãy cho hai anh em xin một like, một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị ở những video clip sau. Bye bye, chào cả nhà. Chào đi chị Ái, bye bye. Bye bye. Bye bye.